Người tình đồng giới mượn lời hát nhớ Trương Quốc Vinh, VN Express giải trí. Không giờ ngày mùng 1 tháng 4, Đường Hạc Đức đăng trên Instagram bức ảnh anh và Trương Quốc Vinh du lịch châu Âu và viết, bao ký ức vui vẻ trước đây, sao không cùng nhau ôn lại. Đây là câu trong bài gió vẫn thổi, Trương Quốc Vinh phát hành năm 1983 đồng thời là ca khúc chủ đề phim tung hoành tứ hải anh đóng chính. Gió vẫn thổi là một trong những ca khúc được yêu thích nhất của Trương Quốc Vinh, bài hát kể một đôi tình nhân bất đắc dĩ phải lìa xa nhau. Quốc Vinh hát nỗi buồn biệt ly bằng thái độ điềm nhiên, không biết làm thế nào để người hết khóc, chỉ biết ôm nhẹ lên mái tóc, để gió vẫn thổi, không nỡ xa rời, lòng khát khao ở lại bên người. Tôi đã làm người vui, người cũng làm tôi điên đảo, người đã ở trong tim tôi, chẳng cần hỏi lại tôi nhớ ai. Bài hát có đoạn Gió vẫn thổi trương Quốc Vinh Chia sẻ của Đường Hạc Đức nhận hơn 2.600 bình luận, chúng tôi cùng anh nhớ Trương Quốc Vinh. Cảm ơn anh những năm qua chia sẻ kỷ niệm đẹp về Trương Quốc Vinh với chúng tôi. 16 năm, tiếp tục yêu thương Trương Quốc Vinh, nắng mưa không đổi, vì anh ấy xứng đáng, anh Đường, thật vui vì biết anh và Trương Quốc Vinh giữa biển người, biết được tình cảm chân thiện Mỹ, các khán giả bình luận. Doanh nhân 60 tuổi hiếm khi cập nhật trang cá nhân, các bức ảnh, tâm trạng mà anh chia sẻ chủ yếu về kỷ niệm với người tình quá cố, Đường Hạc Đức từng đăng bức ảnh nắm tay Trương Quốc Vinh cùng dòng chữ, dù từ sinh ly hợp vẫn y lời hẹn ước, nắm tay nhau đi hết cuộc đời. Đường Hạc Đức trong đám tang Trương Quốc Vinh Đường Hạc Đức và tài tử Hong Kong quen nhau từ bé. Tình cảm sớm nảy nở nhưng không ai dám thừa nhận. Họ công khai yêu nhau năm 1997. Theo Minh quốc vinh dành cho bạn đời đồng giới sự trân trọng, biết ơn sâu sắc vì nhận được sự ủng hộ về cả vật chất và tinh thần mỗi khi khó khăn trong công việc. Khi Trương Quốc Vinh mắc bệnh trầm cảm, bạn đời ở bên chăm sóc anh, không rời nửa bước. Tài tử từng nói, người mang than đến trong ngày tuyết luôn ít hơn người thêu hoa lên gấm. Hạc Đức mang hơi ấm đến từ khi anh còn chưa thành danh. Trương Quốc Vinh chấm dứt cuộc đời của anh ở tuổi 47, để lại nhiều ca khúc kinh điển cùng các bộ phim có giá trị nghệ thuật cao như Happy Together, Tiện nữ u hồn, A Phi chính truyện, Yên chi khâu, Bá vương biệt cơ. Như anh